Giật mình trước gương mặt cứng như tượng sáp, búp bê Ken phiên bản nữ của Hoa hậu Kỳ Duyên. Hình ảnh mới nhất của Hoa hậu khiến không ít cư dân mạng thảng thốt vì vẻ vô cảm và cứng như tượng sáp trên từng đường nét của nàng hậu. Mới đây, Hoa hậu Kỳ Duyên đã đăng tải hình ảnh của mình lên trang Facebook cá nhân. Tuy nhiên, hình ảnh của cô đã khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên bởi nhan sắc không khác gì tượng sáp. Gương mặt của Hoa hậu Kỳ Duyên có phần cứng đơ như tượng sáp. Vẻ ngoài khác lạ của Kỳ Duyên khiến khán giả vô cùng sửng sốt. Nhiều cư dân mạng nhận xét Kỳ Duyên giống tượng sáp búp bê Ken phiên bản nữ. Nếu theo dõi trang cá nhân của Kỳ Duyên thì dạo gần đây rõ ràng gương mặt của nàng hoa hậu có sự thay đổi rõ rệt chứ không chỉ là do lỗi trang điểm hay do góc chụp. Nhiều người tinh ý nhận ra rằng khuôn mặt không chỉ nhọn hoắt mà đôi môi của người đẹp bỗng dưng phồng lên trông thấy. Kể từ khi đăng quang đến nay, Kỳ Duyên từng nhiều lần vướng phải tin đồn sử dụng dao kéo để cải thiện nhan sắc. Gương mặt của cô thay đổi khá nhiều, từ mũm mĩm phúc hậu cho tới thon dài đầy sắc sảo. Đáp lại, người đẹp một mực phủ nhận điều này. Bờ môi của Kỳ Duyên trông vô cùng khác lạ. Trước những lời đồn đoán về việc phẫu thuật thẩm mỹ, Kỳ Duyên từng lên tiếng phủ nhận. Theo đó, tất cả sự thay đổi trên gương mặt trước và sau khi đăng quang đều do người đẹp áp dụng phương pháp bấm huyệt làm gọn cơ mặt, làm giảm mỡ ở hàm, chứ không có sự can thiệp của bất kỳ công nghệ thẩm mỹ nào. Lời phủ nhận của Kỳ Duyên lập tức nhận nhiều ý kiến trái chiều. Số đông khán giả cho rằng, với tốc độ thay đổi nhanh chóng, rõ rệt như hiện nay, Kỳ Duyên ít nhiều đã phải sử dụng đến phương pháp thẩm mỹ khác như tiêm bông tóc làm V-line, tiêm tạo hình môi, mũi S-line. Thông tin về người chồng quá cố của Phương Thanh và cách ứng xử với gia đình nhà nội khiến ai cũng phải nể. Lần đầu tiên, nữ ca sĩ Phương Thanh đã công bố cha đẻ bí mật của đứa con gái, khiến cho giới truyền thông rất hoang mang. Công chúng đã rất tò mò khi chưa một lần biết đến chồng của chính nữ ca sĩ Phương Thanh, người cha của bé gà là một người như thế nào. Phương Thanh và chồng. Công chúng cũng chỉ biết đến nữ ca sĩ Phương Thanh và gia đình nhà chồng sống vẫn rất tốt đẹp với nhau. Nhưng mới đây thì Phương Thanh đã chia sẻ lên trang cá nhân của mình chuyện mẹ chồng, tức là bà nội của bé gà đã qua đời. Phương Thanh cũng đã chia sẻ lên trang cá nhân của mình các dòng trạng thái buồn thê lương về việc bà nội của bé gà đã mãi mãi ra đi. Mẹ chồng của cô đã mãi mãi về với cõi vĩnh hằng. Tạm biệt bà nội của con gái. Bà Bùi Thị Minh thuộc dòng họ Bùi, hôm nay là ngày đinh thiên rằm tháng 7, mong cho bà ra đi một cách nhẹ nhàng và siêu thoát nhất. Người hâm mộ cũng đã gửi lời chia buồn đến với Phương Thanh. Đáp lại tấm chân tình đó, thì nữ ca sĩ cũng đã gửi lời cảm ơn. Cảm ơn sự chia sẻ của cả nhà. Chỉ ân xin mọi người hoan hỷ một câu niệm Phật. Thay mặt của nhà nội em gà, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Vào trong khoảng cuối năm 2014, khi bố chồng của Phương Thanh mất, thì cô cũng mang con gái về để chịu tang ông nội, nhưng cô không chia sẻ lên trang cá nhân của mình. Con gái của Phương Thanh đã được công chúng tò mò và quan tâm bởi chính Phương Thanh chưa một lần công bố cận mặt của con gái, chỉ là các hình ảnh phía sau. Và bố của bé gà thì nữ ca sĩ Phương Thanh chưa một lần công bố về phía công chúng. Thỉnh thoảng, bé gà thường viết thư về cho phía bà nội và bố Cường, và Phương Thanh cũng đã khoe thư con gái gửi. Con gái Phương Thanh có tên là Bùi Hà Nghi Phương. Bé gà năm nay cũng mới 9 tuổi và đương nhiên thì nội dung thư tạ rất chân thật gửi tới bố và gửi tới bà nội. Lần bà nội mất chính là lần đầu tiên Phương Thanh đã công bố danh tính bố của con gái và chính thức công khai tên thật với công chúng và người hâm mộ. Bức thư đã được đăng tải của bé gà được phía công chúng chú ý tới. Rất nhiều lời chúc bé chăm ngoan học giỏi, nhưng cũng rất tò mò không kém về gương mặt của bé cũng như là của bố bé gà. Cũng nhớ có một lần, nữ ca sĩ Phương Thanh chia sẻ hình ảnh con gái kèm theo status. Hai mẹ con ôm nhau thắm thiết, em gà sắp to hơn mẹ chanh rồi nè. Bức ảnh Phương Thanh chia sẻ chỉ thấy bé gà lớn phỏng phao và không biết được cận mặt bé như thế nào. Thêm một lần nữa trong live show năm 2013, thì bé gà bất ngờ xuất hiện phía sau sân khấu và đã vang lên giọng nói, gà thương mẹ chanh nhiều nhiều lắm, gà thích nghe mẹ chanh hát lắm, mẹ hát hay lắm. Ngay lúc đó thì Phương Thanh đã nghẹn ngào xúc động, không kìm nén được Phương Thanh cũng đã lên tiếng. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi Phương Thanh. Tôi cũng xin chia sẻ thêm, bé gà năm nay đã 8 tuổi. Tôi chưa muốn để bé xuất hiện trước khán giả là vì muốn có thêm một bé trai nữa. Khi đó tôi hứa sẽ công khai hai đứa con của mình.
Trong chuyến đi Ấn Độ, tôi đã cầu có thêm một đứa con. Suốt 3 năm qua, tôi vẫn hay mơ màng mình thấy có con trai, mà kết quả vẫn chưa được, nhưng tôi có linh cảm năm sau tôi sẽ có. Bố của bé Gà là người Hà Nội và Phương Thanh đã chưa một lần công khai người đàn ông đó, cũng như chuyện cá nhân của mình với phía công chúng. Chỉ duy nhất một lần, nữ ca sĩ Phương Thanh chia sẻ, quan hệ giữa tôi và gia đình bên nội của bé Gà rất là tốt đẹp. Phương Thanh và cách ứng xử với gia đình nhà chồng khiến ai cũng nể. Mặc dù cô chưa chính thức công khai về cha của con gái, nhưng Phương Thanh đã luôn khiến nhiều người phải nể phục bởi cách ứng xử với gia đình nhà nội của nhóc tì. Mới đây, nữ ca sĩ Bùi Ngùi chia sẻ tin buồn khi cô phải từ biệt bà nội của con gái. Về với thế giới bên kia, đúng vào ngày lễ Vu Lan báo hiếu ngày 15 tháng 7 âm lịch. Theo như tiết lộ của nữ ca sĩ Phương Thanh, thì mẹ chồng của cô có tên là Bùi Thị Minh, pháp danh là Diệu Mẫn, đã ra đi vào trong đúng ngày rằm tháng 7. Đính kèm với bức ảnh đã ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm của cả hai bà cháu, đó chính là lời chia sẻ chất chứa nỗi buồn của chính nữ ca sĩ mẹ chồng. Tạm biệt bà nội của chính em Gà, bà Bùi Thị Minh, pháp danh Diệu Mẫn, dòng họ Bùi. Hôm nay chính là ngày đinh thiên rằm tháng 7, mong cho bà ra đi nhẹ nhàng siêu thoát. Sau lời chia sẻ, trên trạng thái của Phương Thanh thì cũng đã nhận được rất nhiều lời chia buồn sâu sắc của phía người hâm mộ gửi tới gia đình. Đáp lại tấm chân tình của mọi người, nữ ca sĩ cũng đã gửi lời cảm ơn. Trước đó thì Phương Thanh cũng đã chia sẻ bức thư của con gái thì gửi tới cho bà nội và bố. Qua thư, các thông tin ít ỏi về bố bé Gà đã được hé lộ, tên là Cường và cô bé này rất mong được bà và bố vào thăm. Vào hồi tháng 11/2014, Phương Thanh cũng đã từng tiết lộ hình ảnh đứa con gái về chịu tang ông nội. Hôm nay ông nội của em Gà mất, em Gà về để chịu tang ông nội, A Di Đà Phật. Ông nội của bé Gà có tên là Cụ Xuyên, sinh năm 1932, sống tại Hưng Yên, mất vào hồi 3 giờ ngày 16/11/2014, hưởng thọ được 83 tuổi. Công an lên tiếng, vụ diễn viên hài Trường Giang bị tố say xỉn va chạm giao thông. Bước đầu, công an xác nhận người điều khiển chiếc xe gây tai nạn không phải là diễn viên hài Trường Giang, mà là một người thân của diễn viên này. Thời điểm xảy ra vụ việc, Trường Giang có mặt trên xe. Ngày 19 tháng 9, Đại tá Nguyễn Văn Khừ, trưởng công an huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện đội cảnh sát giao thông, công an huyện Nhà Bè đang thụ lý điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa hai xe ô tô vào tối 18 tháng 9. Điều đáng nói, phương tiện gây tai nạn được xác định là phương tiện chở diễn viên hài Trường Giang, một người khá thân quen và nổi tiếng với người dân trên sóng truyền hình cả nước. Đại tá Nguyễn Văn Khừ, trưởng công an huyện Nhà Bè cho biết, khoảng 23 giờ ngày 18 tháng 9, xe chở diễn viên Trường Giang chạy trên đường Nguyễn Hữu Thọ theo hướng trung tâm Sài Gòn về nhà của anh này tại chung cư ở huyện Nhà Bè. Ngay khi vừa qua cầu Rạch Đĩa được một đoạn thì xảy ra va chạm với một ô tô khác đang lưu thông cùng chiều phía trước. Phía Đại tá Khử cho biết, ngay khi xảy ra vụ tai nạn, hai bên đã xảy ra cự cãi lớn tiếng. Nhận tin báo về vụ việc, tổ xử lý tai nạn thuộc đội cảnh sát giao thông công an huyện Nhà Bè đến lập biên bản, đưa hai phương tiện về trụ sở để xử lý. Người cầm lái chiếc xe gây tai nạn không phải là diễn viên hài Trường Giang, mà là một người thân của diễn viên hài này. Khi xảy ra tai nạn giữa hai xe ô tô, trên xe có diễn viên hài Trường Giang, đồng thời diễn viên hài có biểu hiện say xỉn, nhưng đó là chuyện riêng, cá nhân của Trường Giang. Vì theo quy định thì diễn viên hài Trường Giang không phải là người điều khiển phương tiện gây tai nạn. Trưởng công an huyện Nhà Bè nói rõ, ngày 20 tháng 9, đội cảnh sát giao thông huyện Nhà Bè sẽ mời hai bên đến làm việc để có hướng giải quyết. Trước mắt sẽ cho hai bên tự thương lượng bồi thường. Nếu hai bên không giải quyết được thì phía cảnh sát giao thông mới xử lý theo quy định. Trước đó đêm 18 tháng 9, một đoạn clip ngắn dài 2 phút được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cuộc nói chuyện to tiếng qua lại giữa diễn viên hài Trường Giang và một nam thanh niên. Được biết trong lúc di chuyển, xe của diễn viên hài Trường Giang đã đâm vào làm vỡ phần đuôi của chiếc xe phía trước. Ở ngoài hô mưa gọi gió nhiều người mê, về nhà loạt sau năm Việt vẫn phải lăn ra phục vụ vợ như thế này đây. Nhìn những hình ảnh hoàn toàn đối lập của sao Việt này, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.
Đẹp trai, tài giỏi, nổi tiếng, giàu có là những yếu tố để giúp nhiều sao Nam Việt dễ dàng chinh phục được trái tim của các cô gái. Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, các sao Nam Việt lại khiến người hâm mộ suýt xoa về vẻ bề ngoài phong độ của mình. Tuy nhiên, từ những người đàn ông mệnh danh là đào hoa ở ngoài hô mưa gọi sấm, thì khi về nhà, nhiều sao Nam cũng không ngại ngừng lăn ra để phục vụ vợ con. Là một nghệ sĩ đa năng trong showbiz Việt, Trấn Thành luôn được khán giả yêu mến bởi nhiều vai diễn khác nhau và khả năng biến hóa thành nhiều nhân vật. Ấy vậy mà khi về nhà, nam danh hài vẫn đảm đang xuống bếp nấu ăn cho bà xã Harry Won. Harry Won thừa nhận cô không biết nấu ăn, đặc biệt là các món ăn Việt Nam, nên người vào bếp luôn là Trấn Thành. Anh rất khéo léo để mang đến cho bà xã những món ăn ngon, tự tay anh làm. Harry cũng thừa nhận cô rất hạnh phúc về điều đó. Không chỉ là một MC có gương mặt điển trai, vẻ ngoài phong trần hấp hồn bao nhiêu cô gái. Phan Anh còn là một ông chồng yêu thương vợ con số 1. Cứ có thời gian rảnh rỗi là Phan Anh lại sắn tay vào bếp nấu cơm cho vợ con. Ít ai biết được ngoài việc đá bóng giỏi, thi đấu hết mình, cống hiến những pha bóng đỉnh cao trong chiếc áo cầu thủ đội tuyển Việt Nam, Công Vinh còn rất chăm làm việc nhà. Khi rảnh rỗi, cụ tiền đạo nổi tiếng luôn tranh thủ vào bếp giúp bà xã nấu ăn. Vì muốn gia đình có nguồn thực phẩm tươi sống và sạch, Công Vinh còn cẩn thận trồng nguyên vườn rau xanh xung quanh căn biệt thự triệu đô của mình. Dù là một ca sĩ nổi tiếng được nhiều cô gái yêu mến, nhưng khi về đến nhà, Tuấn Hân chẳng ngần ngại mà giúp vợ chăm sóc con cái. Những hình ảnh hoàn toàn khác lạ của Tuấn Hân so với lúc ở trên sân khấu. Nam ca sĩ thường xuyên khoe ảnh phụ giúp bà xã tắm rửa và chăm con với người hâm mộ. Lý Hải nổi tiếng trong showbiz Việt là người chồng rất chiều chuộng bà xã, không chỉ dành hết công việc nấu ăn về phần mình, mà trong gia đình, Lý Hải cũng rất đảm đang mọi việc. Dù chăm một lúc hai bé nhưng không làm khó được nam ca sĩ. Không chỉ đảm đang nấu ăn cho vợ, Thanh Bình cũng cực kỳ khéo léo trong việc chăm con. Hễ có thời gian rảnh rỗi là nam ca sĩ Đăng Khôi lại tự tay vào bếp nấu món ngon cho vợ con ăn, thay vì cả nhà đi ra ngoài hàng ăn. Từ ngày lên chức bố, Ân Hoàng Phúc hạn chế đi diễn, chủ yếu dành thời gian ở nhà chăm sóc cậu quý tử. Nếu trên sân khấu Lê Hoàng là một trưởng nhóm mạnh mẽ, thì khi về nhà, anh lại là người đàn ông đảm đang, biết quan tâm và chăm lo cho gia đình nhỏ. Bận rộn công việc là thế, nhưng Huỳnh Đông vẫn thường xuyên giúp vợ chăm con. Lên chức bố khi tuổi đời còn khá trẻ, nhưng khả năng chăm con của Phan Hiện khiến Khánh Thi an tâm.